Đồ có Đức Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2016. Và clip này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ tranh tứ quý đục kênh bong bằng gỗ hương với kích thước là 38 x 1m27, chính là khổ lớn. Và đợt trước thì chúng tôi cũng đã có giới thiệu mấy bộ kích thước nhỏ hơn là 34 x 1m18. Và những bộ này thì đã được các cái khách buôn của chúng tôi đã lấy hết rồi. Và hôm nay thì chúng tôi đã xong được một bộ gỗ hương và hai bộ gỗ mun. Tí nữa tôi sẽ quay hai bộ gỗ mun nữa để quý vị ngắm nghía. Thế thì bộ thùng cúc trúc mai chính là tứ quý hay còn gọi là tứ quân tử, là cái bộ tranh được mọi người rất là ưa chuộng. Và chúng tôi có cả dòng hàng khảm đặc sắc và hàng đục chạm đặc sắc. Riêng về đục chạm thì cũng có cả hàng đục máy và hàng đục tay. Hàng đục máy thì rất là rẻ. Còn đây bộ này chúng tôi giới thiệu là hàng đục tay kênh bong, có nghĩa là yêu cầu thành phẩm là trông phải như là dán vào. Đây quý vị nhìn thấy đây, những cái cành trúc nó bong ra như thế này. Tí nữa tôi sẽ đi ở chi tiết để quý vị thấy. Đây tôi giới thiệu luôn bốn mùa, bắt đầu từ tùng cúc trúc mai, tức là lần này sẽ phá lệ là sẽ giới thiệu từ mùa đông trước. Đây là cây tùng tượng trưng cho mùa đông. Quý vị cứ nhắc đến cái bộ cỡ lớn và giới thiệu ngược là sẽ tôi sẽ nhớ đến bộ này. Mùa đông thì cây tùng là tượng trưng của mùa đông, là cái mùa mà nhiều cái loại cây là giảm, là khô cằn khẳng khô rụng lá, nhưng mà trên cây tùng là vẫn xanh đứng giữa trời. Cho nên là tôi còn nhớ ngày xưa đã có một cái câu thơ cổ là: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà gieo. Đấy là người ta nói khí phách quân tử của cây thông. Và đây cái cách đục chạm này của chúng tôi đây, tức là tôi đã dùng cái thìa cà phê và đi lại ở bên trong bức tranh thì được. Đây, có thể chui đi lại trong bức tranh. Đây, và những con chim cứ như là bay ra khỏi tranh. Và những con chim này chúng tôi cam kết là tuyệt đối là liền, không có cái chuyện là dán ghép ở đâu vào. Nếu quý vị đang dùng một giới bộ một con chim ra là chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây. Và những cái này đục chạm rất là hiểm hóc. Nhiều khách hàng không hiểu là đục cái kiểu gì mà sao nó lại chui bên trong thế này. Đây quý vị nhìn thấy chiếc thìa đang lúc lắc chạy bên trong bức tranh đây. Đấy là cái bí quyết nhà nghề của chúng tôi. Và chúng tôi thì như quý vị biết là những cái dòng đục tinh xảo như là những cái lèo vệ tủ chè hay là những bức tranh như thế này là cái mặt hàng đã là quen thuộc của chúng tôi rồi. Cho nên là khách hàng cũng không lạ thì với những bức tranh đặc sắc này. Chỉ vấn đề là thông thường chúng tôi hay làm cái cỡ nó nhỏ hơn, như là 34 x 1m18. Và thỉnh thoảng thì mới mua được cái cây gỗ nó lại đều màu cả 4 tấm và nó lại kênh bong như thế này thì cũng không dễ một chút nào. Cho nên thỉnh thoảng mới ra được một bộ như này thôi. Đang từ từ lia được quý vị xem. Vừa rồi tôi vừa giới thiệu bức tranh tùng và cúc. Tôi lia lại một chút nữa quý vị xem. Tôi để hơi nghiêng để cho quý vị nhìn thấy được cái độ dày của bức tranh, độ kênh. Có thể nói là nhiều những bộ trước chúng tôi đã giới thiệu rất kỹ, cho nên là sang những cái bộ này chúng tôi cũng chỉ lia máy từ từ để quý vị cảm nhận thôi. Cũng không muốn nói nhiều quá làm gì. Quý vị cũng đã biết hết những cái đặc sắc của những bức tranh này rồi. Cây hoa sống động, kênh bong. Và tiếp theo là hai bức trúc và mai. Vừa rồi tượng trưng cho mùa thu, mùa đông và mùa thu. Bây giờ cây trúc tượng trưng cho mùa hạ. Và hết nói cây trúc thì tôi lại nhớ đến một câu chuyện mà đã từng kể cho quý vị nghe rồi. Từ khi một học trò Đỗ Đạt có đến thăm thầy để chào từ biệt để chuẩn bị ra làm quan thì thầy có tặng cho một đám trúc
và thầy dặn rằng là con hãy trồng cái cây trúc này để nhớ lời thầy dặn là làm người phải ngay thẳng và phải giữ cái đạo làm quân tử, vì cây trúc chính là một trong tứ quý tùng cúc trúc mai là đạo người quân tử. Và người học trò đã rất cảm kích và đón nhận cái món quà này cũng như là lời dạy của thầy. Đi vào kỹ thuật thì đây quý vị nhìn thấy kỹ thuật canh bong đây. Tôi dùng cái mũ thìa này có thể đi lại trong bức tranh này ở rất nhiều nơi. Bây giờ sang cây mai, cũng là một trong bốn mùa, chính là mùa xuân. Thì đây cũng cái phần cánh bông này. Riêng về kỹ thuật đục những cái cánh chim và những cánh hoa, chúng tôi không cần giới thiệu lại nữa. Chỉ cần nhắc lại là vẫn giữ vững nguyên cái chất lượng là đục cánh bông và đục tay. Bây giờ tôi đã giới thiệu đầy đủ bộ tranh tùng cúc trúc mai với kích thước 38 x 1m27 và dày là 5 phân. Thì và bốn cái tấm này là được làm rất là và đều màu ở trong cùng một cái hộp gỗ như quý vị nhìn thấy đây, cùng một chất gỗ và lên vân rất đẹp. Đây, khi mà thành phẩm lên, ngoài việc ngắm tranh ra chúng ta còn ngắm những cái vân của hương đá. Hương ta rất là nổi bật. Đây là có những cái quầng tối và quầng sáng rất rõ rệt. Và bộ này đang được quay ngày 23 tháng 6 năm 2016 tại khu A của đội gỗ Đức Hiền. Đây khu A đây. Đây là tầng 1 khu A chúng tôi. Bên cạnh này là những cái bức tranh cỡ lớn, gỗ hương và gỗ mun. Và có cả cái cửa võng của một khách hàng Thanh Hóa đang đặt tôi. Rất lớn, dài 2m84,5. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.